đúng thật là vui từ trong ngõ vui ra, vui từ ngõ bảy ngõ ba vui về. Tôi nhận được sự ủy quyền của gia đình ông bà Đình và con viên hoàng đại trai, cũng như chiều hôm qua đã được hai gia đình nhà trai và nhà gái và hai cô tộc đã thống nhất bây giờ đón cháu dâu về phòng và hôn lễ, đã được sự nhất trí của các cụ công các bà quan viên bốn họ hai gia đình. Bây giờ là giờ đẹp nhất, gia đình bà lệnh có sửa cây dầu để xin cháu về phòng hôn lễ để tổ chức thành hôn cho cháu. Tôi cùng xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, và giờ đây chúng ta sẽ đến với những lời phát biểu đáp từ của đại diện gia đình nhà gái, xin trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên bố cho họ hai gia đình, kính thưa bạn bè nam nữ thanh niên của cháu Kim Yến Bình Vương, tôi được cử về huyện Phú Thanh Bảo Thanh đây là cho cây đầu khi giờ bắt đầu và cũng là cảm ơn quan đại diện của quý vị quý ông bà đã hiện diện tại gia đình nhà gái của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin nhận ý kiến của vị đại diện gia đình nhà trai. Vâng, sau khi những lời phát biểu của hai vị trưởng đoàn đã đi tới sự thống nhất, chúng tôi xin mời hai bà thông gia sẽ trao và nhận cây trầu. Xin dâu xin trân trọng kính mời và xin mời những đôi tay của toàn thể quý vị, chúng ta cùng ban hưởng những tràng pháo tay để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay đúng là một ngày đẹp nắng lành, cha mẹ tác hợp xin anh với nàng, lễ này nhà anh mang ra nghĩa tình đồng thắm xin nàng với anh, quả long lắm lá trầu xanh đẹp đôi lan hương trên đèn hoa của sân, xin được chúc mừng. Và giờ đây xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng đồng hành với chú rể Minh Vương để tiến vào ngôi nhà hạnh phúc cùng đón cô dâu Kim Yến và chúng ta tiếp tục tổ chức những hôn lễ tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời.